Ngày 5 tháng 11, đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã dự cuộc sinh hoạt chi bộ và trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng giữa chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy và chi bộ bản Pá Kìm, xã Trường Muôn, huyện Mường La. Chi bộ bản Pá Kìm trực thuộc Đảng bộ xã Trường Muôn, cách trung tâm xã 3 km. Bản có 47 hộ, 183 nhân khẩu với 100% dân số là đồng bào dân tộc La Ha. Chi bộ bản có 11 đảng viên. Chi bộ đảng là nòng cốt tiếp thu, vận dụng và triển khai các chỉ thị nghị quyết, tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, chung tay xây dựng nông thôn mới. Hàng tháng, chi bộ duy trì sinh hoạt đúng định kỳ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tháo gỡ, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trong nhân dân. 100% cán bộ đảng viên đã thực hiện ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, hai chi bộ đã trao đổi kinh nghiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Qua hội nghị nhằm góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở của chi bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhân dịp này, chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy và Huyện ủy Mường La đã tặng quà cho chi bộ bản Pá Kìm, xã Trường Muôn, huyện Mường La.